Hello bà phở. Hello. Bà phở làm gì đây? Cái này cái bông chị nó trong nhà nè. Ghim đại coi coi nó có lên không. À, bông bữa mình chưng bây giờ nó sắp úa tàn. Sắp tàn rồi. Bà phở muốn trồng xuống dưới đất thử coi nó có lên hay không á hả bà phở? Coi nó thấy cũng đẹp bông này. Đâu phở ghim xuống coi coi nó có sống là được rồi sống hả? Thử nghiệm mà. Thử rồi. À, nhìn cũng sống không sống thì thôi. Rồi bữa nay mình ăn gì đây ta? Bữa nay à. Thấy má bài bài cái gì ở trên bàn kìa. Chiên bánh xèo. À, chiên bánh xèo hả? Dạ. Đã quá ta. Đây. Thấy má làm sẵn bột rồi hả? Ừ. Bột bánh xèo này pha để qua đêm hả má? Để tủ lạnh đó. Hồi hôm á làm. À, để cách đêm này. Ừ. Rồi chiên với tôm với có thịt ba rọi hả? Ừ. Tôm okay. Thịt ba rọi. Giờ thấy má rửa gì đây? Mua đi làm về á, mua bịch giá rồi ghé vô cái chợ á. À. Mua bịch giá bây giờ rửa. À. Rửa chiên bánh xèo nhỏ nhỏ vậy đó. Bà sủ cái gì cũng có chứ chị có giá là cũng có thôi. Má làm cũng được nhưng mà giá mình làm thì nhiều khi tới hồi mình muốn ăn thì nó chưa có được phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ bà phở bắt lò nha các bạn ha. Đây, để con set up cái lò cho má. Nhớ là ở gì năm, mùng 5 tháng 5 mà. Mùng 5 tháng 5 là ăn bánh xèo hả? Người Việt á làm y xèo đó. Vậy đó hả? Cái bằng y xèo đó mùng 5 tháng 5. Mùng 5 tháng 5 là y xèo ha. Cái này mới nghe bà phở nói nha. Chảo nóng mà phở đổ dầu phở. Lắc chảo nha. Hồi xưa mình ở Sài Gòn á, mấy cái đường mà nó bán ngoài bánh xèo lề đường ha. Bánh nhỏ 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 vậy nè. Nhỏ vậy mà nó giòn giòn ngon. Giòn giòn ngon ha. Bánh bự cũng được, bánh bự miền Tây cũng được nhưng mà ăn một cái bự quá thấy cũng ngán. Cho thịt vô trước ha. Cho chín thịt ha. Xong rồi để tôm vô ha. Xèo xèo. Thêm cái mì mới tốt kìa nữa má. Bánh xèo này là bánh xèo mini ha. Đây. Thơm phức luôn, giòn rụm luôn. Xèo miền Trung. Giống miền Trung vậy. Mình ăn gì thì bỏ đó. Có người ta bỏ đậu xanh, nhân củ sắn gì tùm lum hết các bạn ha. Cái này mình mới đã nè. Còn giòn thì mới ngon nè. Có người chật dĩa sẵn này nè. Ok. Rồi vậy là dĩa bánh xèo của bà phở đã ra lò rồi nha các bạn ha. Đó. Nhà mình thì thích ăn cái bánh xèo nhỏ nhỏ mini vậy nè. Nó giòn giòn. Ăn nó đỡ ngán hơn là nguyên cái bự. Cái nhỏ gì mà coi ăn nhiều lắm đó nha. Rồi nước mắm này thì má mình cũng tự làm ha. Cải chua, đồ chua, rau cỏ thì hái ở ngoài sau nhà. Có ai muốn thử bánh xèo không? Ai là người muốn thử trước?
I'll go first. Okay. Bây giờ tự nhiên lòi ra hai đầu bếp luôn vậy. Hai hai người chiên cho nhanh mà. Yep. Sư phụ, đệ tử. Sư phụ. Okay. Đệ tử ha, đệ tử phụ chiên chảo ha. Nhìn cũng professional lắm chứ bộ. Wow, cái bánh của anh còn làm kìa. Nhanh lâu. Đệ tử làm ra thành giống như sư phụ không? Không chứ, dạy mà. Bao nhiêu công thức rồi là cho dạy nó. Can you flip it over please? Mình có vẻ giòn lắm á nha. Hello somebody. Almost done. Almost done. Okay, I'm hungry. Vậy là nhà mình xong xuôi hai chảo bánh xèo rồi nha các bạn ha. Bây giờ là chỉ dọn ra mà ăn thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, Papa. Bye-bye.